Rồi, thầy Vĩnh chào tất cả các em. Hôm nay thầy trò chúng ta lại gặp nhau trong cái video mới. Trước khi sang cái video mới, thầy giới thiệu một cái chuyên đề thứ 6 cho các em. Thì hôm nay thầy trò chúng ta chữa ba cái bài tập hôm nọ trước đã, đúng không? Bài 1. Cho cái hàm số y bằng x mũ 3 trừ m x bình cộng với 2. Tìm tất cả các giá trị m để hàm số có cực trị và cái đường thẳng đi qua cực đại cực tiểu này, cắt cái đường tròn này tại hai điểm AB phân biệt sao cho cái đoạn AB bằng 2/5. Đấy. Thì đứng trước cái bài này thì nó sẽ liên quan đến một cái đường thẳng, phương trình đường thẳng đi qua cực đại tiểu. Đấy. Thì cái thầy sẽ dự tính, hôm nay thầy trò chúng ta sẽ nghiên cứu sâu về cái cách viết cái phương trình đường thẳng đi qua cực đại tiểu và những các cái ứng dụng của nó, đúng không? Đấy. Thì cái bài này thầy tạm lùi lại đến lát nữa vào phần bài mới, thầy trò chúng ta học lý thuyết xong chúng ta sẽ giải quyết. Thầy chuyển sang bài thứ hai, cho hàm số y bằng 1/3 x 3 trừ mở ngoặc m cộng 1 nhân x bình phương cộng với 4/3 thừa số m cộng 1 tất cả mũ mấy mũ 3. Tìm tất cả các giá trị của tham số m để hàm số 1 có cực đại tiểu. Đấy. Nó nằm về hai phía, tức là phía bên trong và phía bên ngoài của đường tròn. Đây, đường tròn có phương trình như thế này. Đấy. Thì đứng trước cái bài tập này thì chúng ta sẽ giải quyết như thế nào? Rồi, ở bài này thì chắc chắn các em ở nhà cũng đã làm rồi, đúng không? Thầy sẽ hướng dẫn nhanh thôi. Đầu tiên thì các em phải tìm cái điều kiện gì nhỉ? Điều kiện cần, đó là để cho hàm số có cực đại cực tiểu. Đấy. Cực đầu tiên phải điều kiện này đã. Đấy. Tìm m để hàm số cực đại cực tiểu, được chưa? Rồi, chúng ta tập trung ta tìm. Đây, thầy hướng dẫn luôn. Đây. Như vậy ta có đạo hàm đây rồi, hai nghiệm đây rồi. Như vậy để hàm số cực đại cực tiểu thì đương nhiên là cái nghiệm nghiệm thứ hai này phải khác cái nghiệm một, có nghĩa là m phải khác đấy, khác trừ một. Rồi, như vậy chính là đây là cái điều kiện cần ta đặt đây là một, chưa? Để lát nữa ta sẽ kết hợp với điều kiện này. Bây giờ ta chuyển sang cái điều kiện đủ nhá. Bây giờ điều kiện đủ ta giải quyết nào. Đây là cái bài toán khá mới đối với em. Thì ta sẽ hình dung như thế này. Ta sẽ mô tả cái bài toán bằng cái hình vẽ để các em sẽ hình dung được. Đấy. Ta có cái đường tròn. Thế thì em hình dung là sau khi có cực đại cực tiểu rồi, đề bài yêu cầu có một điểm nằm trong và điểm nằm ngoài. Điểm nằm trong, thầy đặt đây điểm A và đây thì điểm gì? Điểm B. Đấy, em hình dung như vậy một cái điểm nằm trong và một cái điểm nằm ngoài. Đây. Đấy. Nằm trong và nằm ngoài. Được chưa các em? Đây là đường tròn. Đường tròn ta lấy chẳng hạn như là chỗ này ta có cái tâm y. Thế bây giờ ta dùng cái điều kiện nào để cho cái có một cái điểm nằm trong và một điểm nằm ngoài. Em hình dung xem. Đấy. Điểm. Thế bây giờ em hình dung một cái điểm nằm trong, điểm nằm ngoài, thế hình dung đây. Đấy. Đấy, em hình dung như thế này. Như vậy chính cái điều kiện em hình dung ta có cái điều kiện như sau. Sau khi có cái tọa độ AB rồi, cái này khá đơn giản, thay x không vào hàm số cái nghiệm x bằng 2 thừa số m cộng 1 thì ta sẽ có cái tọa độ ngay không ngay lập tức, được chưa? Đây. Ta xác định cái đường tròn. Đường tròn thì có sẽ tâm là mấy? 20 và bán kính là bằng 1. Cái này đương nhiên các em sẽ tìm được rồi. Thì khá đơn giản. Và bạn em tính toán luôn AI và BI luôn cho thầy giáo. Để tính toán. Đấy. Những cái công việc này các em sẽ làm được. Bây giờ vấn đề là chúng ta cái điều kiện để làm sao để cho A nằm trong B nằm ngoài hoặc ngược lại. Hoặc ngược lại, B nằm trong, A nằm ngoài. Ở đây AB thì có vai trò như nhau, cho nên điểm nào nằm trong, điểm nào ngoài cũng được hết. Thì chính là cái điều kiện này các em. Đây, em lưu ý cho. Để AB nằm về hai phía thì đương nhiên ta sẽ có một cái điều kiện, đó là IA bình trừ đi gì nhỉ? Trừ đi R. Đấy, sẽ thừa số cho gì nhỉ? IB bình trừ đi gì? R bình. Có nghĩa là em hình dung ra là cái khoảng như thế này. Hãy giảng cho em kỹ một chút. Đây đoạn này R, đoạn này. Đấy. Thế thì như vậy là nếu cái điểm này nằm trong thì cái hiệu IA bình đấy, trừ đi IB R đấy, R thì đương nhiên nó sẽ là sao? Đấy, nó sẽ là âm. Còn điểm B nằm ngoài thì là IB bình mà trừ đi R thì đương nhiên dương. Đó, như vậy là hiệu tích của một cái số âm với một số dương thì đương nhiên sẽ ra một số âm. Đấy, như vậy. Hoặc có thể em có thể là đưa B vào trong cũng được. B vào trong, A ra ngoài thì nó cũng tương tự thôi. Lúc bây giờ thì cái hiệu này nó lại dương và hiệu này sẽ lại âm. Như vậy nhân lại nhau nó cũng là bén không.
Đấy, như vậy là đây chính là cái điều kiện đủ để cho AB nằm về hai phía của gì? Đấy. Phía trong và phía ngoài của mình. Thế còn đây A, IA biết rồi, IB biết rồi, R1 rồi, em thay vào em tính toán khá đơn giản. Như vậy chỗ này thầy tính toán được, đấy, giải bất phương trình ra được là cái kết quả như thế này. Đấy. Như vậy kết hợp 1 với 2, cái điều kiện cần khi nãy đấy, thì như vậy ta sẽ có cái kết quả này ngay lập tức. Được chưa các em? Đấy. Như vậy bài này thì các em chú ý cho thầy giáo này. Cái thứ nhất là các em phải nắm được, đó là tìm được cái điều kiện cần đó là để M, tìm M để có cực đại tiểu và tọa độ là đây. Thứ hai là em tìm tọa độ và tìm bán kính tâm của đường tròn và tính toán cái khoảng cách này. Sau đó đặc biệt quan trọng, chú ý cho thầy giáo, đặc biệt quan trọng là phải tìm được cái điều kiện để cho một điểm nằm trong và điểm nằm ngoài. Đây chính là cái điểm này. Đấy, các em chú ý cho thầy giáo. Và đây chính là cái điều kiện để cho một điểm nằm trong và một điểm nằm ngoài đường tròn nhá. Đấy, em lưu ý cho thầy giáo. Rồi, như vậy là ta kết thúc cái bài tập thứ hai. Bây giờ thầy chuyển sang cái bài tập thứ về nhà thứ ba cho các em. Cho cái hàm số y bằng x mũ 3 trừ 3 x bình trừ m x cộng 2. Tìm m để hàm số 1 có hai điểm, tức là cực đại cực tiểu, và cái đường thẳng đi qua cực đại cực tiểu tạo với cái đường thẳng này một góc 45 độ. Đây là một cái bài toán cũng liên quan đến cực đại cực tiểu. Đấy, thì cái bài này lát nữa sau khi học bài mới chúng ta sẽ giải quyết cái bài này khá đơn giản. Bài mới hôm nay thầy sẽ tập trung vào là hướng dẫn cho các em cái cách viết, cách tìm đường thẳng đi qua cực đại tiểu và những các cái ứng dụng của nó. Sau khi các em biết cách tìm đường thẳng đi qua cực đại tiểu rồi, ứng dụng của nó rồi, thì các em giải quyết bài này khá đơn giản, cũng giống như cái bài 1 khi nãy đấy. Đấy, chúng ta sẽ giải quyết hai bài, bài 1 và bài 3 này. Đấy, sau khi chúng ta học bài mới. Còn bây giờ thầy cho chúng ta bắt tay vào bài mới nhé. Hôm nay thầy giới thiệu tiếp tục cái chuyên đề hàm số bài 2, cực trị của hàm số, và ta đi sang cái vấn đề 6, tức là phần 3. Xác định M để hàm số cực đại tiểu thỏa mãn điều kiện cho trước. Đấy, bài này thầy tập trung vào đó là viết phương trình đường thẳng đi qua cực đại tiểu và các ứng dụng của nó. Về mặt lý thuyết, thầy điểm qua lý thuyết cho các em một chút. Điều kiện về cái mối quan hệ giữa hai cái đường thẳng thì các em biết rồi. Cho hai đường thẳng A, đường thẳng D và đường thẳng D1 có phương trình trên bảng. Đấy, để cho D song song với D1 thì A gì nhá? Đấy, A bằng A1. Đương nhiên chỗ này em chú ý cho thầy giáo một cái chi tiết nữa, đó là B nhá. B khác ở đây chỗ này, B khác gì? Khác B1 cho thầy giáo. Còn nếu mà B bằng B1 thì nó trùng nhau. Trùng nhau thì cũng trường hợp đặc biệt của cái song song. Đấy, nhưng mà ở đây song song trong trường hợp hai đường thẳng phân biệt thì B khác B1 nữa. Để cho D vuông góc với D1 thì đương nhiên tích của hai hệ số góc nhân lại bằng trừ 1, các em biết rồi nhé. Để D hợp với chiều dương của trục OX một góc alpha thì cái hệ số góc này, đấy, A này của đường thẳng này, ta đang nói một đường thẳng này, đấy, thì sẽ bằng tan alpha. Đấy, đây em. Cái này các em học ở lớp 9 rồi nhá. Alpha này, đường thẳng Y bằng AX cộng B em. Đấy. Thì như vậy là nếu như cái đường thẳng này hợp với chiều dương của trục của x một góc alpha thì như vậy A ta sẽ có đây, A sẽ bằng tan alpha. Đấy, cho các em được chưa? Đấy, rồi chú ý cái điều kiện này ít các em biết, và thường khi là các em tập trung vào cái điều kiện song song ở vuông góc nhiều hơn, được chưa? Rồi tương tự hợp theo chiều âm thì sao? Hợp chiều âm thì em lấy ngược lại thôi. Đấy, hợp theo chiều âm này các em này, đây. Ví dụ chẳng hạn như là hợp theo chiều âm. Đây là hợp theo chiều âm chiều này. Đấy. Thì lúc bây giờ là cái hệ số góc này sẽ bằng là tan của 180 độ trừ alpha, hoặc có bằng này, trừ tan alpha là được. Đấy, em lấy ngược lại là được. Đó, cái điều kiện này, hai điều kiện này em hết sức chú ý thầy giáo. Hợp với chiều dương và chiều âm của trục OX. Tiếp tục một điều kiện nữa cũng ít em để ý đến, đó là để cái đường thẳng D này hợp với đường thẳng D1 này một cái góc alpha. Đấy, thì cái điều kiện này, đấy, hai đường thẳng em nhé, đấy, D1 này, D2 này hợp với nhau một góc alpha thì điều kiện này. Thầy cũng dạy nhiều năm thấy là các em ít để ý đến điều kiện này. Đấy, thì khi đó là cái tan alpha này, tan alpha là góc này này thì có mối liên hệ với hai cái hệ số góc em này, đấy, A và A1 là như thế này. Đấy, nhớ là trên là tất cả là trị đối nhá, hệ số góc thứ nhất trừ hệ số góc hai,
Ở đây do là tuyệt đối cho nên em lấy hệ số góc nào trừ hệ số góc nào cũng được. Nhiều học trò cứ hỏi thầy, thưa thầy thì em làm sao nhớ được là hệ số góc nào trừ hệ số góc nào. Thật ra ở đây không cần nhớ cái việc đó, bởi vì đề tuyệt đối rồi, cho nên lấy cứ lấy hệ số góc thứ nhất trừ hệ góc thứ hai, và dưới là một nhân cộng với tích hai hệ số góc, được chưa? Đấy, các em nhớ đặc biệt chú ý ba cái điều kiện này, các em ít để ý đến và không nhớ, đó là điều kiện đây: đường thẳng hợp với chiều dương trục OX một góc alpha, hợp với chiều âm trục OX góc alpha, và hai đường thẳng hợp với nhau một góc alpha. Đấy, như vậy thầy cung cấp cái kiến thức lớp 10 cho các em để các em nhớ, để ta vận dụng trong các cái bài tập sau này, trong cái kỳ thi tới đây của các em. Tiếp tục thầy giới thiệu sang cái kiến thức thứ hai, đó là đường thẳng đi qua cực đại tiểu. Đấy. Thế thì cái cách viết này em lưu ý thầy đang cung cấp, đây chính là cái trọng tâm của bài mới của hôm nay đấy, thầy giới thiệu em đấy. Cho cái hàm số y x và có cái đạo hàm này. Đấy. Phương trình f(x) bằng 0 có hai nghiệm phân biệt x và y. Đấy, có hai nghiệm phân biệt nha. Đấy. Thì ta có khi đó em sẽ chia cái hàm số f(x) cho cái đạo hàm. Đấy, ta được cái kết quả phép chia như thế này. Đây, đây là đạo hàm, đây là cái thương và đây là phần dư. Đấy, lưu ý cho thầy giáo. Đây. Hx là phần dư của phép chia hàm số cho đạo hàm. Đấy, để lưu ý. Và ở đây ta nghiên cứu là hàm bậc 3. Cho nên là đây là bậc 2, đây bậc 3, bậc 2 chia cho bậc 3 thì như vậy phần dư của nó đương nhiên nó là bậc 1. Nó là chính là cái đường thẳng có dạng ax cộng b ở đây a cộng 0. Em lưu ý cho thầy giáo. Rồi, lát nữa vào bài tập thì các em sẽ được luyện tập nhiều cái phần này cho thầy giáo. Vậy chia như vậy để được cái gì? Đây, các em lưu ý, được kiến thức như thế này các em này. Như vậy rõ ràng là vì này, vì cái y một bằng nhá. Đấy, em quay lại, thầy quay lại cho em một chút lưu ý. Đây. Như vậy là y phẩy bằng 0 nhá, có hai nghiệm x1 2 này, nhớ này, x1 2 là nghiệm của y phẩy bằng 0 nhá. Rồi, có nghĩa là thay x1 2 vào đây này, vào cái phương trình y phẩy bằng 0 này là nó bằng 0. Em rõ chưa? Đấy, thay vào đây này, thay x1 vào đây này, thay x2 vào đây này, thì làm cho vế phải bằng 0. Được chưa? Chính như vậy cho nên ta có cái điều này. Đây em lưu ý. Đây. Vì y1 sẽ bằng là fx1, đúng rồi, như em thay vào. Và đương nhiên thay vào đây thì cũng đồng nghĩa là thay vào đây luôn. Đấy. Vì lúc bây giờ là cái fx các em viết được ở dạng này, đúng không? Thay vào đây. Thay vào đây thì em biết tại sao nó bằng hx1 không? Vì sao em biết không? Bởi vì là cái f'x1 này là bằng 0 rồi. Với x1 là nghiệm của f' mà. Chính vậy cho nên bằng 0. Cho nên kết quả này sẽ bằng là hx1 và nó cái dạng như này. Được chưa? Tương tự y2 thì em thay vào hàm số thôi. Thay vào hàm số lúc bây giờ hàm số chúng ta đã viết thành ở dạng này rồi. Để thay vào này. Thì như vậy chỗ này nó bằng mấy? Bằng 0. Bởi vì là x2 là nghiệm của f' mà. Bằng 0. Cho nên kết quả này bằng 0. Như vậy kết quả đây là bằng này. Và cuối cùng nó là có dạng này. Được chưa? Như vậy thay x1 vào thì có dạng này. Thay x2 vào nó có dạng này. Hai này nó cùng dạng. Thì từ đây em suy ra điều gì? À, như vậy suy ra là cái phương trình đường thẳng đi qua cực đại tiểu chính là đây em. Đấy, thầy nhắc lại này. Thay tọa độ x1 vào thì ra kết quả này, thay tọa độ x2 vào thì ra kết quả này. Nó cùng dạng như thế này thì điều này chứng tỏ là phương trình đường thẳng đi qua cực tiểu nó sẽ có một cái dạng ax cộng b. Em rõ chưa? Đó là như vậy. Từ đây các em sẽ rút ra cái cách viết phương trình đường thẳng đi qua cực đại chính là gì các em? Chính là em lấy cái phép gì? Phép chia hàm số cho đạo hàm là được phần dư. Và cái phần dư này chính em gắn cái y vào nữa thì chính là cái phương trình đường thẳng đi qua cực đại tiểu. Đây, em chú ý cho thầy giáo. Một cái chú ý thứ hai nữa, đây, là do x1, x2 là nghiệm của phương trình này. Cho nên cái việc chúng ta tính y1 và tính y2 bây giờ không quá khó nữa. Trước kia các em phải thay vào hàm số, nhưng bây giờ em thay vào đâu? Em thay vào cái phần dư của phép chia hàm số cho đạo hàm. Hay nói cái khác là đây, đấy, em thay vào cái phần dư đây. Phần dư. Đây, thay vào phần dư. Nhớ chưa? Thay vào phần dư của cái phép chia hàm số cho đạo hàm thì em được kết quả. Đấy, thầy nhắc lại một lần nữa nhé. Em muốn tính y1, y2 ngày xưa rất khó. Em phải thay x1 vào cái hàm số, x2 vào hàm số. Đúng không? Thì bây giờ em thay vào phần dư rồi. Là ra kết quả. Thay vào phần dư là ra kết quả. Phần dư của phép chia hàm số cho đạo hàm là ra kết quả y1, y2. Được chưa các em? Đấy. Như vậy thầy nhắc lại cho các em
chú ý cho các em một lần nữa, đấy là phương trình đi qua cực đại tiểu chính là phần dư của phép chia hàm số chỗ đa hoàng, và kết quả chính là dạng này. Đó. Ừ, mai mốt các em làm nhanh, các em thực hiện phép chia ngay và em nói ngay là phương trình đường thẳng đi qua cực đại tiểu là như thế này, ở dạng này luôn, ở cái đuôi sau này này luôn. Đó. Không phải giải thích nhiều bởi vì em thi trắc nghiệm, cho nên là các em tính toán rất nhanh ở giấy nháp và các em xác định cho thầy giáo nhé. Như vậy hôm nay thầy đã giới thiệu đây là cái kiến thức mới các em lưu ý. Vậy là bây giờ chúng ta sẽ vận dụng cái kiến thức về mối quan hệ của hai đường thẳng với cái kiến thức là phương trình đường thẳng đi qua cực điện đại tiểu và các cái ứng dụng của nó. Ứng dụng của nó là gì? Là tính nhanh, cho phép chúng ta tính nhanh giá trị y1, y2. Được chưa? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ bắt tay vào giải quyết bài tập. Ta quay lại bài tập hôm trước thôi nhé. Bài tập về nhà hôm trước là bài 3 mà lúc nãy thầy đang nợ các em chưa làm đấy. Bây giờ chúng ta giải quyết thôi. Rồi. Đứng trước bài này thì ta giải quyết thế nha. Đấy, em. Rồi, tìm M để hàm số 1 có cực đại cái tiểu đã, đúng không? Đầu tiên phải có cực đại tiểu đó, rồi mới tính đến là nó điều kiện đó là gì? Điều kiện đủ. Điều kiện đủ có thể là gì? Viết phương trình đường thẳng đi qua cực đại tiểu này, hoặc có thể là gì? Là đây là điều kiện đủ. Đấy, tạo với một cái đường thẳng là một góc 45 độ, vân vân, rất nhiều điều kiện đủ. Bây giờ chúng ta làm điều kiện cần đã. Rồi, điều kiện cần quá quen thuộc với các em rồi. Đây, điều kiện cần các em. Ta tính y phẩy và để hàm số có cực đại cực tiểu thì đương nhiên này có hai nghiệm phân biệt. Đó là đương nhiên rồi. Delta phải lớn không, và kết quả đây ta có ngay điều kiện 1. Chính là điều kiện để hàm số có cực đại cực tiểu. À, rồi, rất nhanh. Bây giờ ta chuyển sang là điều kiện cần nhé. Điều kiện cần. Đây. Ta gọi hai cái điểm cực trị. Đấy là đây. A và B. Đây. Như vậy ta thực hiện phép chia y cho y phẩy ta được. Em chia nhá, lấy y chia y phẩy thôi. Đây là thương, đây là y phẩy, còn đây là cái gì? Toàn bộ đây là phần dư. Phần dư, ta thực hiện phép chia này. Sau đó ta giải thích một chút, riêng bài này thầy giải thích một chút, còn các bài sau thầy sẽ đưa luôn vào thôi, thầy nói luôn thôi. Vì y1 thì thay bằng là y1 thì sao? Bằng thay x1 vào y thôi. Và ta được bằng này, như khi nãy thầy nói rồi, chính là bằng cái đuôi đằng sau thôi, phần dư thôi nhá. Thay vào đây. Và y2 thì đương nhiên cũng ta được thay vào hàm số, và cuối cùng ta cũng được thay vào phần dư. Đấy, thầy nhắc lại, đây chính là sử dụng cái chú ý tính nhanh y1, y2. Thầy nhắc lại, tính nhanh y1, y2 ta không thay vào hàm số mà ta thay vào phần dư. Thay vào phần dư luôn, được chưa? Đấy, như vậy, nên ta có cái đường thẳng đi qua cực đại tiểu là đây. Đó, như vậy thầy chốt lại cho các em thêm một lần nữa để cái cách lý luận và cách tìm cái phương trình đường thẳng đi qua cực đại tiểu, được chưa? Rồi, sau khi ta có được phương trình đường thẳng đi qua cực đại tiểu rồi, đấy, thì ta sẽ giải quyết bài toán này như sau. Rồi, ta sẽ dừng trong ít phút. Rồi, chúng ta tiếp tục nhé. Thế thì đương nhiên bài toán này liên quan đến đường thẳng đi qua cực đại tiểu thì đương nhiên mình phải tìm thôi. Đấy, ta tìm được rồi. Rồi, thế rồi, bây giờ ta giải quyết như thế nào? Đấy. Đề bài yêu cầu của chúng ta là cái đường thẳng delta đi qua cực đại tiểu hợp với một cái đường thẳng D. Đấy, một góc 45 độ. Đúng không? Rồi. Thế bây giờ ta giải quyết bài tập này như thế nào? Đấy. Kiến thức khô đầu vì ra thầy nói rồi. Đấy. Như vậy ta đặt cái hệ số góc của cái đường thẳng delta này là bằng K. Và cái đường thẳng này ta suy ra hệ số góc này. Được chưa em? Đấy. Như vậy lúc bây giờ ta sẽ dùng cái kiến thức đó. Như vậy hệ số góc này là cao rồi. Đấy. Hệ số góc này bằng mấy? Bằng -1/4. Đúng không? Và điều kiện của chúng ta này thầy vĩnh dẫn rồi. Đấy. Như vậy ta có. Từ cái yêu cầu bài toán ta có gì nhỉ? Góc 45 độ sẽ bằng gì nhỉ? Đấy. K trừ 1/4. Đấy. Chia cho này. 1 trừ đi mấy? 1/4 nhân mấy? Nhân K. Đúng không em? Theo đúng với cái kiến thức thầy giáo dạy, được chưa? Từ đây em sẽ tìm được gì? Tìm được K. Tìm được K đồng nghĩa là ta tìm được gì? Tìm được M. Đúng không? Đấy, nhưng mà ta định hướng rồi. Nào, ta bắt tay ta làm. Ok. Để đường thẳng delta tạo với đường thẳng D một góc 45 độ thì cái điều kiện này, được chưa? Đúng với cái kiến thức lý thuyết thầy đã dạy rồi. Đây, ở đây là hệ số góc thứ nhất trừ hệ số góc hai thì trừ trừ thành cộng, đúng không? Trừ trừ thành cộng. Rồi. Đương nhiên là 1 cộng với tích 2 hệ số góc. Cho nên chỗ này là có dấu trừ, đúng rồi, bởi vì đây trừ 1/4. Từ đây thì các em giải cái này không khó nhé. Giải này khá đơn giản.
bình thường, tìm được hai giá trị của k. Sau thì tìm được thì với k bằng 3/5 thì như vậy thay k bằng lúc ta đặt vào thì ta tìm được m bằng -3/9/10, đúng không? Rồi k bằng -5/3 thì ta tìm được m bằng mấy? -1/2. Như vậy lúc bây giờ ta sẽ kết luận như thế nào nhỉ các em nhỉ? Rồi kết luận là với cái điều kiện một ban đầu đó thì ta tìm được m bằng -1/2. Bởi vì điều kiện một ban đầu, các em quay lại cho thầy giáo một chút đây nhé, thầy quay lại cho em xem này. Điều kiện một ban đầu chúng ta đây, nhìn một chút cho các em, đâu rồi nhỉ? Đây, m lớn mấy? M lớn hơn -3, lớn hơn -3. M chỗ này m bằng mấy? -39/10. Phần 10. Đấy. Thì đương nhiên là chúng ta cái này sẽ bẻ -3 này, cho nên cái này dẫn đến gì? Dẫn đến là loại, đúng không em? Được chưa? Như vậy chúng ta kết thúc cái bài tập này với cái đáp số của chúng ta. Đây các em xem lại, với cái đáp số chúng ta đó chính là m bằng -1/2. Được chưa các em? À, bài này khá đơn giản. Nhớ là chú ý phải kết hợp với điều kiện nhé. Điều kiện 1 đó chính là m sẽ thế nào đây? Đấy, yêu cầu phải lớn hơn mấy? -3. Đấy. Và điều kiện đủ đây, hai điều kiện này thì như vậy kết hợp với nhau thì chúng ta sẽ có m bằng -1/2. Như vậy thầy đã giới thiệu xong cái bài tập thứ nhất. Như vậy bài tập thứ nhất này là trực tiếp liên quan đến phương trình đường thẳng đi qua trục đại biểu, được chưa? Thì như vậy đương nhiên các em phải tìm phương trình đường thẳng đi qua trục đại biểu, sau đó là ta sẽ vận dụng nó để ta làm một cách trực tiếp. Tuy nhiên có những cái bài tập nó không nói đến phương trình đường thẳng đi qua trục đại biểu, nhưng trong quá trình này làm mình phải sử dụng nó, phải vận dụng nó, thì thầy sẽ giới thiệu tiếp một cái bài tập thứ hai cho các em. Đây, đây, đây là một cái bài tập. Đây, thầy trước tiên là thầy sẽ giải quyết cho thầy, mở rộng một số cái bài tập ra cho các em nắm được nhé. Đây, rồi để lưu ý cho các em như sau. Trước khi sang cái bài tập mà thầy muốn nói các em là cái bài tập thứ nhất của cái phần bài tập ở nhà đó, thì thầy nhân đây thầy mở rộng cho các em một vài bài tập nó liên quan đến cái bài tập mà phương trình đường thẳng đi qua trục đại biểu, liên quan đến các cái điều kiện khác, mối quan hệ giữa hai đường thẳng. Rồi như vậy các em quan sát, thầy giới thiệu một loạt các cái bài toán liên quan. Đấy, các em nghiên cứu trước, sau đó chúng ta lần lượt giải nhanh các cái bài toán này, được chưa? Đấy. Rồi xong rồi nhé. Như vậy là chúng ta đã giải quyết xong được cái bài tập thứ nhất rồi của cái phần bài tập về nhà. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ mở rộng, nhân đây thầy sẽ mở rộng một số cái bài tập liên quan đến cái bài tập thứ nhất đó, được không? Rồi thầy lấy nguyên cái đề bài, đấy, nguyên cái đề bài ba khi nãy đấy, thầy mở rộng ra một số cái bài tập như sau. Bài tập 1, vuông góc với đường thẳng này. Vuông góc đường thẳng này như thế nào em nhỉ? Vuông góc đường thẳng này thì như vậy lúc nãy là cái đường thẳng delta của chúng ta là có hệ số góc đây rồi, thì đương nhiên em chỉ cho gì thôi, với tập 1 giải nhanh thôi, k nhân với hệ số góc này bằng bao nhiêu? 3 bằng mấy? -1. Em suy ra k bằng mấy? -1/3 ngay lập tức. K bằng -2 lắp vào đây và tìm ngay được em ạ. Đúng không? Như vậy bài tập thứ nhất xong. Bài tập thứ hai. Đường thẳng. Đấy, cái đường thẳng D đó thế nào nhỉ? Tức là cái đường thẳng đi qua trục đại tiểu đó thế nào? Song song với đường thẳng này. Song song với đường thẳng này thì đương nhiên điều kiện của chúng ta sẽ là gì? Hai ấy, chính là điều kiện đó là k phải bằng bao nhiêu? Bằng 3. Và song song thì cái phần b của b delta đó, b của cái đường thẳng delta khi nãy đó sẽ bằng gì? Sẽ khác -7 em nhé. Xong ngay, được rồi, xong xong. Như vậy hai cái điều kiện vuông góc và song song thì các bạn khá đơn giản, rất là nhanh rồi, được không? Bây giờ ba là gì? Ba là cái delta này để tạo với cái chiều dương của trục x một góc 60 độ. Thì cũng có rồi, chiều dương 60 độ thì như vậy ta có cái gì đấy? Như vậy tan của 60 độ, đúng không? Đấy, bằng bao nhiêu? Bằng k. Đó, là xong rồi. Được chưa? Xong nhá. Câu 4 này là gì này? Lại tạo với gì đây? Chiều âm. Đó, ở đây là, ở đây chiều dương rồi nhá. Rồi, chiều dương rồi. Đấy. Nếu như có một cái chiều âm, chẳng hạn như nếu như chẳng hạn như có cái bài 3 phẩy mà tạo với chiều âm thì ta lại có k sẽ bằng gì đấy? Bằng trừ cái bao nhiêu đây? Đấy, tăng 60 độ. Đó, tức là 3 phẩy nhá. Rồi, tạo chiều âm. Còn đây là chiều dương 60 độ.
thì là K bằng thế này. Còn nếu mà tạo chiều âm thì K bằng trừ mấy, tăng xong cái độ. Đó, thầy mở rộng luôn. 4, 4 thì sao? Đấy, 4 đấy. Tạo với cái đường thẳng này một góc 45 độ thì ta vừa giải quyết lúc nãy rồi. Xong rồi, đấy, ok. Nằm trên đường thẳng này, đây. Đấy, tức có nghĩa là cái gì nhỉ? Có nghĩa là đường thẳng đi qua cực đại tiểu nằm trên cái đường thẳng này. Thì có nghĩa là delta với đường thẳng này như thế nào em? À, trùng nhau, đúng không? Trùng nhau. Trùng nhau thì dẫn đến cái gì? Dẫn đến là cái K này sẽ bằng gì? Bằng 3. Và cái B của delta, tức là cái B của cái phương trình đường thẳng đi qua cực đại tiểu bằng gì? Sẽ bằng là trừ 7, được không? Trùng nhau. Như vậy ta giải quyết xong cái bài tập số 4. Bài tập số 5 thì ta giải quyết thế nào? Đây, bài tập 5 này. 5 rồi đúng không? Tạo 4 vừa xong rồi. 5. Đấy. Bài 4 chúng ta vừa giải ở trên rồi. Bài 5 đây. Bài 6. 6 thế nào em? Cách đều đường thẳng này. Đây. Bài này hơi khó một chút. Cách đều thế nào? Cách đều thì ở đây em hình dung cho thầy giáo nhá. Đây. Đường. Đây. Cách đều đường thẳng. Đường thẳng đi. Thì em hình dung ra đây là đường thẳng delta này. Đấy. Mà cách đều cái đường thẳng này thì có nghĩa là gì? Là song song thôi. À, song song. Để em phải hình dung cho thầy giáo. Đó. Hay nói cách là song song. Song song. Ở đây là D. Hai đường này song song. Điều kiện hai đường này song song em có rồi. Nhá. Chú ý một chút. Cũng mở rộng cho thầy. Thầy mở rộng luôn. Mở rộng luôn. Ở đây 6 này. 6 phẩy này. 6 phẩy. Nói rõ một chút. Nói rõ một chút. Cực đại. Cực tiểu. Cách đều. Cách đều đường thẳng đi. Đấy, đường thẳng đi. Đấy, được chưa? Trong đây nó nói là cách đều đường thẳng này thì mình hình dung ra thì có thể là ở đây là cái phương trình đường thẳng như cực đại cực tiểu. Cách đều thì mình nói đó là song song, nhưng mà bây giờ mình thầy cụ thể hóa ra là cực đại cực tiểu cách đều đường thẳng D này thì làm sao? Đây, cách đều đây. Thì như vậy có hai cái. Trường hợp 1. Trường hợp 1. Điểm A cực đại đây, cực tiểu đây. Đấy, V đây. Cách đều đây. Đấy, được chưa em? Cách đều. Như vậy, từ đây em suy ra cái gì? À, như vậy em sẽ suy ra được là trường hợp 1 cách đều cùng phía thì như vậy song song với D. Đúng em? Đó. Như vậy điều kiện đường thẳng delta song song đường thẳng D, ok rồi. Đấy, khi nó song song thì hai điểm này cách đều. Rồi, xong. Rồi. Trường hợp thứ hai. Trường hợp 2 thì thế nào em? Trường hợp 2, đường thẳng D đây. Đấy, B nằm đây, A nằm đây. Đây, cũng là thế nào em? Cũng cách đều. Thì trường hợp này điều kiện chính là gì? Điều kiện chính là gì? Em hình dung cho. Đây là Y. Đấy, Y. Thì trường hợp này điều kiện chính là Y sẽ thuộc vào gì? Thuộc D. Với Y là gì? Là Y nhá. Với Y là trung điểm của gì? Của AB. Khi Y là trung điểm của AB này, Y là trung điểm AB mà thuộc vào D thì như vậy là AB cách đều. Em rõ chưa? À, chính là điều kiện này. À, em lưu ý nhé. Với Y là trung điểm của AB. Rồi, đây điều kiện này nhá. Rồi, thầy nhắc lại này. AB nằm cùng phía thì để cho AB cách đều thì delta song song với D. AB khác phía thì để AB cách đều đường thẳng D thì Y thuộc D. D là trung điểm AB. Em rõ chưa? Rồi. Bây giờ 7. Thầy giới thiệu đến bài 7. Đây. Hiểu một chút đấy. Tức là cực đại cực tiểu. Đấy. Nằm về một phía đối với đường thẳng này. Đấy. Thầy cụ thể cái đề bài 7 ra. Cực đại cực tiểu nằm về một phía nhá, phía đối với gì? Đối với D. Đấy, em hình dung là đối với D. Đối với D đây. Y bằng trừ 3 x trừ 7. Thì bài này ta giải quyết thế nào? Nằm về cùng một phía thì em hình dung nhá. Nằm về cùng phía đây. Hình dung này này. A đây, B đây. Không cần cách đều đâu, chỉ nằm về phía thôi. Đấy. Rồi. Thì vậy điều kiện để cho AB nằm về một phía chính là gì? Thì cái chỗ là bài toán này ta có kiến thức như sau. Em sẽ chuyển toàn bộ
cái đường thẳng này em chuyển ra 3x trừ y trừ 7 bằng 0 cho thầy giáo. Em đặt toàn bộ cái chỗ này là cái fx gì? Đấy, fx. Thế thì điều kiện bài toán, yêu cầu bài toán thì sẽ tương đương với cái tương đương với nhá. Đấy. F của x FA. Đấy, nhân với gì nhỉ? Đấy, toàn bộ em thay vào đó, thay tọa độ A vào đó, thay tọa độ A vào. F ở đây là fx xy đấy. Đấy. Thì em phải thay vào FA thay vào nhá. Nhân với f của xb. Đấy. thay tọa độ AB vào đây, được cái này. Thay tọa độ đấy, thay tọa độ B vào đây, ta được cái này. Và cùng một phía thì lớn không? Em rõ chưa? Đấy, thầy nhắc lại này. Để cho AB nằm cùng với phía đường thẳng D thì em thay tọa độ A vào, thay tọa độ B vào, tích của chúng lớn không là nằm cùng một phía. Được chưa? Rồi. Bây giờ là bài số 8 luôn. Nằm về hai phía. Cực đại, cực tiểu nằm về hai phía. Nằm về hai phía nhá. Nằm về hai phía đường thẳng này này em này. Đấy. Thì điều kiện chính là gì? Điều kiện chính là về hai đường thẳng này giống nhau mà, thầy nói luôn. Như vậy chính là f của xa. Đấy, nhân với f của xb db. Thế nào em? Cùng phía lớn không? Thì nằm về hai phía thì thế nào đấy? Đấy không? Đấy, thì ta có cái điều kiện này. Từ điều kiện này ta tìm được em rồi. Em rõ chưa? Đấy, như vậy thầy đã hướng dẫn em xong 8 cái bài toán mở rộng. 8 bài toán mở rộng. Rồi. Rồi, như vậy thầy đã mở rộng từ một bài toán. Ban đầu thầy đã mở rộng cho các em thấy không? 8 bài. Thì đố các em còn nữa không? Đấy, vẫn đang còn tiếp. Rất là nhiều. Thầy giới thiệu thêm một số bài cho các em nữa nhé. Đây, thầy thêm em 3 bài nữa. Bài số 9. Đây. Thỏa mãn cái điều kiện là cực đại cực tiểu đối xứng nhau qua cái đường thẳng này. Đấy, nhớ chưa? Bài số 9 đây này, bài 9 này, 9 này. Cực đại cực tiểu em này. Đấy, đường thẳng D đây, đối xứng nhau nhá, đối xứng nhau. AB đây. Đấy, đối xứng nhau. Rồi, thầy minh họa thôi. Đối xứng nhau nó như thế này. Vậy cái điều kiện đó là gì? Điều kiện là gì? Rồi, như vậy cái bài số 9 này thì bài 9 này yêu cầu bài toán của bài 9 này sẽ tương đương với em lưu ý này, cực đại tiểu đối xứng nhau qua cái đường thẳng này. Đấy, như vậy chỗ này là chúng ta làm cũng tương đối khó một chút. Đây, điều kiện như sau. Điều kiện cái thứ nhất là đường thẳng delta. Đây đường thẳng delta đây này. Chính là đường thẳng đi qua cực đại tiểu mà. Đấy, sẽ như thế nào em? Vuông góc của đường thẳng đi. Đó là điều kiện thứ nhất. Điều kiện thứ hai đối xứng thì cái điểm Y này em này. Đấy, điểm Y này, như vậy Y thuộc ở đâu? Y là trung điểm AB. Trung điểm AB. Đó. Thì thuộc vào đây. Em rõ chưa? Ở đây Y là trung điểm AB. Đấy. Đấy là điều kiện. Em rõ chưa? Và đương nhiên em giải cái này ra tin được em rồi thôi. Đấy, chú ý thầy giáo. Ừ. Thầy đang nâng cái độ khó dần lên cho các em đấy. Bài 10 ta giải quyết thế nào? Gọi D là một cái đường thẳng đi qua cực đại cực tiểu. Ở đây giờ đánh là delta là delta, vì lúc nãy là delta cho nên ta đặt đây là delta đi nhá. Đấy, đường thẳng đi qua cực tiểu. Tìm M để cái đường thẳng tìm M này để cái khoảng cách từ cái điểm Y này này tới cái đường thẳng D này. Đây, ta đặt đây là D đi, cứ coi như là D đi, không sao nhá. Là lớn nhất. Bài này khó đúng không? Đây, đây đường thẳng đi qua cực đại cực tiểu. Chúng ta tìm ở đây. Đấy, đặt tên nó là D. Đấy. Bây giờ ta tìm M để cho khoảng cách từ M này đến đường thẳng D này là lớn nhất. Thì ta vẽ hình mô tả thôi, mô tả. Như vậy em sẽ mô tả như sau. Đây. Như vậy là điểm Y của chúng ta đây. Đường thẳng D đây. Đấy. Đường thẳng D. Bây giờ em muốn để cho khoảng cách từ cái điểm Y này này, đấy, tới cái đường thẳng D này là lớn nhất, thì em sẽ giải quyết như thế nào? Giải quyết thế nào? Được chưa? Cái bài toán này là khó. À, các bạn tập trung như thế nào cho lớn nhất? Em hình dung. Đấy, thì cái cách tìm như sau. Giải quyết bài toán này yêu cầu bài toán 10 đấy nhá. Bài toán 10 sẽ giải quyết như sau. Tương đương với này. Đúng rồi. Đầu tiên là em sẽ giải quyết là cái bước 1 á. Bước 1 em phải tìm cho thầy được cái
điểm cố định của đường thẳng D. Điểm cố định. Đó, cố định của cái đường thẳng D, tức là cái điểm luôn luôn đi qua đó. Tìm cái điểm cố định. À. Sau khi em tìm được cái điểm cố định rồi thì em mới hình dung ra. Bây giờ bước 2 này, bước 2 ta làm gì? Đây thầy minh họa cho em, hình dung minh họa nhá. Đây, đây là điểm cố định này. Ta tìm điểm M cố định. M là điểm cố định đi. Thì lúc bây giờ cái đường thẳng D nó chạy em này. Đấy, đường thẳng D em quan sát nhá. Để ví dụ D1 thì nó như thế này, D2 là như thế này, D3 như thế này, ví dụ như thế. Đấy. Thì như vậy tất cả các dù M nó thay đổi như thế nào thì nhưng mà cái đường thẳng D này nó luôn đi qua một điểm cố định. À, nó dao động như thế này. Đấy, rất nhiều đường thẳng thành minh họa là ba đường thẳng thôi. Và yêu cầu cái khoảng cách từ cái điểm Y này tới cái đường thẳng này nó phải làm sao nhỉ? Đó, nó phải thế nào? Phải là lớn nhất. Thế thì em quan sát nhé. Đây, đây là một cái đường thẳng D3. Thầy cho là chẳng hạn như D. Ở thế thì cái D3 đấy, không sao. D3, đấy, là vuông góc với MI. Còn các cái đường thẳng khác, D1 không vuông, D2 không vuông. Như em xem so sánh này. Đấy, so sánh này. So sánh này. Em thấy thế nào? Đây. Cái đường thẳng D3 thì cho cái khoảng cách này. Vuông góc. Được không? D1 khoảng cách này. D2 khoảng cách này. Thì từ đây em suy ra. Trong ba cái đường thẳng này thì để khoảng cách từ Y tới đường thẳng D mà lớn nhất thì thế nào? Thì IM phải như thế nào với đường thẳng này? Vuông góc. Vuông góc. Vì sao? Bởi vì đây là hình vuông. Hình vuông ở đây là cạnh huyền. Đây cạnh góc vuông. Thì đương nhiên cạnh huyền lớn cạnh vuông. Tương tự đây vậy thôi. Đây, em vẽ có thể nhiều đường khác thì nó cũng là vuông. Thì đây vẫn là cạnh huyền lớn nhất. Đấy, thầy ví dụ này, vẽ này. Được chưa? Đúng không? Đấy. Và tất cả các đường thì cái khoảng cách này đều bé hơn cái khoảng cách mà cái đường thẳng D3 này. Đường thẳng D3 này là một đường thẳng đặc biệt. Đó, ở cái chỗ vuông góc với MI. Ta tạm gọi đường thẳng đặc biệt đây. Đấy. Thì khi đó khoảng cách từ M đến cái đường thẳng này là lớn nhất. Còn tất cả các cái đường thẳng khác thì cho khoảng cách đều làm sao? Đều bé hơn. Em rõ chưa? Cho nên cái chỗ này, bước 2 ta sẽ xác định là từ cái yêu cầu bài toán sẽ tương đương với là IM phải vuông góc với gì đây? Vuông góc với, hay nói cách khác là để cho khoảng cách từ Y tới đường thẳng này lớn nhất thì IM phải vuông góc gì? Vuông góc với D. Em rõ chưa? Đây. Thầy nhắc lại này, yêu cầu bài toán có nghĩa là gì? Có nghĩa là để cho khoảng cách từ M đến đường thẳng này là lớn nhất thì điều kiện chính là IM phải vuông góc D. Mà IM vuông góc D thì dễ quá rồi. M là điểm cố định, em tìm được X0, Y0 rồi. Tìm được rồi. Y đề bài cho rồi. Đề bài cho đây rồi. Như vậy là mà D vuông góc D thì như vậy là cái vector này nhân với vector thì phương này là ok. Thì sẽ tìm ngay được em à. Đấy, như vậy ta sẽ tìm được em à. Em rõ chưa? Đấy, thầy nhắc lại. Và từ nay tới đây thầy nhắc lại nhé. Nhắc lại này. Kiến thức luôn này. Cho một cái đường thẳng mà nó liên quan đến M. Đấy. Tìm M để cho cái khoảng cách từ một điểm cố định tới cái đường thẳng này là lớn nhất. Thì bước 1 em tìm điểm cố định của cái đường thẳng này. Bước 2 là em lý luận. Em vẽ hình ra và em lý luận như thế này, này. Là để khoảng cách từ điểm cố định tới đường thẳng này lớn nhất. Khi và chỉ khi là IM vuông góc với đường thẳng này. Và em vẽ hình ra, em mô tả như thế này để em dễ hiểu. Được chưa? Đấy, thầy khẳng định lại cho em. Chú ý. Đấy, để cho khoảng cách từ một điểm cố định tới cái đường thẳng này thì chính là khoảng cách, chính là cái đường thẳng IM vuông góc đường thẳng D với M là điểm cố định của đường thẳng. Đã cho. Được chưa? Đấy, như vậy thầy đã xong cái bài toán số 10. Bài 11 thì thế nào? Thầy nói luôn bài 11. Cái điểm M này và các cái điểm cực trị thẳng hàng thì dễ quá rồi. Đấy. Như vậy là bài 11 đấy. Đấy. À, đây là điểm M. Đấy. Để cho thẳng hàng với hai điểm cực đại tiểu là B. AB đem. AB. Thì đương nhiên là có khác khi là điều kiện này chính là gì? 11 đấy. 11. Thì yêu cầu bài toán. Bài toán em nhé. Sẽ tương đương với gì nhỉ? Em biết không? Tương đương với M thuộc D thôi. Dễ quá. Cái
bài số 11 này khá dễ, tức nghĩa là em mà thuộc vào cái đường thẳng đi qua cực đại chiều là xong, có nghĩa là thằng A. Được chưa? Đấy, như vậy thầy cũng đang còn rất nhiều các bài toán khác nữa, tuy nhiên thời gian cũng có hạn. Với hai này, trong cái điều kiện các bạn thi trung học phổ thông quốc gia thì cũng chừng mấy bài là đủ để các em thỏa sức để chúng em làm rồi, mà thầy cũng đã tất cả những các cái kiến thức thầy tổng hợp ở trong 11 cái bài tập này rồi. Được chưa các em? Đấy, như vậy là từ một bài tập thầy mở rộng ra 11 bài tập nữa để cho các em hình dung ra. Đấy, như vậy chúng ta sẽ kết thúc được cái bài tập số 3 của cái bài tập về nhà cho các em. Rồi, chúng ta dừng ít phút. Rồi, như vậy thầy trò chúng ta hôm nay, trong cái video hôm nay đã nghiên cứu được hệ thống được cái mối quan hệ giữa các cái hai đường thẳng với nhau, và đặc biệt là cách tìm cái phương trình đường thẳng đi qua cực đại cực tiểu và những các ứng dụng của nó, những các bài toán liên quan như các em đã biết đấy, đúng không? Đấy, thì sau đây thầy sẽ có hai cái bài tập về nhà thầy giới thiệu cho các em để các em về nhà làm để chúng ta chữa trong cái video lần sau. Cái bài tập thứ nhất chính là cái bài tập của cái phần trước mà thầy đang chưa chữa cho các em đấy. Các em sau khi các em có kiến thức về phương trình đường thẳng đi qua cực đại chiều rồi, các em làm bài tập này cho thầy giáo nhé. Bài tập số 2 cho các em đấy là bài tập cũng liên quan đến đường thẳng đi qua cực đại chiều. Đây, như vậy các em sẽ giải quyết hai bài tập này, và video sau thầy sẽ chữa cho em hai cái bài tập này để sang cái phần bài tập mới. Đấy, như vậy là kiến thức bài mới hôm nay thầy đã dạy cho các em đó là cái gì nhỉ? Chính là cái cách tìm phương trình đường thẳng đi qua cực đại tiểu và các cái ứng dụng tính nhanh đấy, của cái phương trình đi qua cực đại tiểu, đúng không? Và áp dụng giải quyết một số bài tập. Rồi, thầy cảm ơn tất cả các em đã theo dõi video của thầy. Chúc các em sức khỏe, hạnh phúc và hẹn gặp lại các em trong video lần sau. Xin chào tạm biệt.